Xin chào mọi người nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ quay cái video quay sơ sơ về những cái trang trí nội thất của cái nhóm buôn bán hàng tên là IKEA. IKEA là một cái công ty, đây là cái tên của nó đây. IKEA là một cái công ty của Thụy Điển, bán chuyên về bán những đồ nội thất và gia dụng. Giá tiền rất là rẻ thì cũng nói không rẻ, có nghĩa là hợp với túi tiền người dân, nên vì vậy ở Pháp rất được ưa chuộng và những cửa hàng như vậy rất được những người đến coi và mua đồ. Hôm nay là mình lại đây quay phim mua đồ và sau đó là hai mẹ con sẽ đi ăn uống. Đây là đây mình đi vào vị trí của cái phòng kiến trúc của phòng khách. Thì đây phòng khách, phòng ăn. Và đây là một cái vị trí họ để về ban công, trang trí ban công thì họ làm giống như vậy nè. Có cái ban, nếu có ban công nhỏ thì mình sẽ có những chậu cây và có cái chỗ để phơi quần áo. Thằng con trai nó đi theo, bảo bạn đi theo coi nè. Dưới đây thì nó đẩy mình có cảm giác như mình vô trong một cái nhà thiệt á, để mình coi cái kiến trúc làm sao ha. Đằng sau là cái bếp nè, cái bếp ở đây, cái này là hút hơi khói, tủ lạnh, bàn ăn và ghế cho những cái khuôn viên, những cái căn hộ hay những căn nhà nhỏ ha, thì họ bày trí cho mình, cách bày trí nó gọn gàng lại. Giống như đi vào một căn hộ, cái bên này là phòng tắm ha, chỗ để quần áo. Ngoài hạn đây là một cái bồn rửa tay, giá là 65 euro. Sau đó là cái phần tủ phía dưới bồn rửa tay là giá 70 euro. Những cái đồ ở đây có bán giá. Rồi sau đó ở đây mình có cái số và dãy tầng này nè. Đó là cái này mình đi xuống dưới cái tầng, cái đường số mấy, cái để số 21 chẳng hạn. Rồi đó mình kiếm cái hộp, cái thùng gạch tông á, trong nó có để cái đồ của nó. Và sau đó mình ra quầy mình trả tiền. Đây là không gian phòng vệ sinh, toilet, giường ngủ. Đây giường ngủ bên cha mẹ. Cái đèn này ngộ quá ha. Trang trí vậy đó. Cái tủ này là 200 euro. Cái gương này là 59, 99 coi như là 60 euro. Cái đây là một cái dạng bàn xếp nè, mở ra rất là tiện lợi. Đây là khung bàn đồ, bán đồ tủ bàn ghế giường ở bên đây. Đây là không gian phòng khách, trang trí giường ghế tủ mới, bàn ăn. Mọi người thấy hiện nay bên đây Pháp rất thịnh là màu xám nhạt với lại màu top là màu giống như hơi màu cà phê sữa. Họ có chia từng cái khung vậy nè. Mỗi cái khung vậy là họ làm một cái phòng riêng biệt cho mình coi, cái trang trí để cho mình có một cái khái niệm về cái trang trí. Và sau đó thì mình hoặc làm theo họ, hoặc là mình làm theo ý của mình. Làm cũng đẹp. Đẹp quá. Coi.
quá đẹp. Họ dùng màu sơn tường nè, mọi người thấy không? Cái màu trắng ở trên đây, màu đây là màu màu xanh xanh dương hả? Hoặc là kẹp màu nâu. Đi với các bộ trang trí màu trắng rất là nổi ha. Còn đây là màu xám chứ màu trắng nè. Cái phòng này đi hai màu, màu xám và màu trắng. Cái bàn có để cả, có thể để đồ ở trong được, giống như cái rổ và có cái phần bàn phía trên ha. Trước mặt mọi người là để cái tivi. Đồng trang trí. Ở đây là mới bán những cái kệ tủ để xếp đồ hay là kệ tủ để tivi. Đây là trang trí thiết kế cửa phòng làm việc. Tây nó gọi là bureau. Cucu Leo. Trại ngồi trong đó. Tủ giấy tờ bên đây ha. Mỗi là làm từng cái khuôn khuôn vậy, nó trang trí cho mình coi cái cách trang trí bên đây như thế nào. Và kế bên là bán những cái đồ dùng, đồ gia, đồ trang trí nội thất. Đây là một cái bàn thiết kế dành cho một người làm việc về vi tính, cần có hai màn hình và hai bàn phím, ghế ngồi nữa. Và tủ kệ trên. Ở đây là không gian bàn ăn, có một ghế ăn cho con nít nè. Đây không gian bàn ăn mời dành cho nhà chỉ có hai người thôi. Wow. Và đây là đây, cũng không gian bàn ăn cho nhà những cái hộ có hai người, bàn ăn đi chung phòng ăn và phòng khách nối liền với nhau. À, tủ quần áo dành cho những căn hộ nhỏ nè. Mà giống như mình bên đây nó gọi là cái studio đó vậy. Có nghĩa là cái ghế này là có thể kéo ra thành giường ngủ được luôn nha mọi người. À, nhìn đây là cách trang trí cho một căn hộ nhỏ. Thường những căn hộ nhỏ thường là ở vùng Paris, xung quanh Paris. Cái đèn này đẹp quá, quay cho mọi người coi giá bao nhiêu đây. 5 euro một cái bóng đèn. Mà không phải cái monture thôi, là cái trên thôi. Bóng đèn thì mua giá khác. Cái đèn này ngộ quá, không lòng này. Rất là đẹp. Đây là một cái bàn kéo dài ra, có phần thêm nối thêm ha. 119 euro. Cái bàn lớn Asian Ship này thì tới 499 euro, hơn 500 euro. Cái bàn này thì cái màu, cái chân nó khác nhau bởi cái giá khác nhau. Cái bàn này nó cũng đa ná bàn kia, nhưng mà giá rẻ hơn, 249 euro. Mình cứ tính tròn là 250 euro. Một cái hô là 23 đến 25 ngàn tiền Việt Nam. Tùy theo tùy giá hối đoái ha. Có bàn này cũng hay nè. Hai bên này gấp lại thì nó thành cái giống như cái tủ nhỏ để đồ dưới. Này là tủ kéo ra, hoặc là gấp lại một bên, hoặc là gấp lại hai bên. Có chân kéo dưới. Cái này là 279 euro. Nó là cũng giống như cái bàn bên kia mà nó màu trắng nè, nó gấp lại nó giống như vậy.
rất là tiện lợi ha. Ở đây là đến ở đây là phòng khách, phòng bếp kiểu nhà bếp là kiểu American. Trang trí này cũng đẹp. Dáng hình mình có cảm giác như ra ngoài kia là ngoài sân vườn. Trang trí với cái bếp màu đen. Hôm nay cái bàn giá là cái bàn núi dài được là giá là 499 euro, mình gọi là 500 euro đi. Bây giờ 100 euro là chạy ra là 2.3 triệu tới 2.5 triệu. Sau đó đây là một góc để bàn làm việc. Đây là dạng bếp để giữa nhà nè. Cái bàn ăn để giữa nhà, bếp để giữa nhà. Bàn làm bếp, xin lỗi, bàn làm bếp để giữa cái phòng bếp. Còn đây là kiến trúc bếp kiểu màu xanh rêu và màu xám. Tường thì cũng màu xanh rêu đậm hơn. Mọi người thấy không, cái màu sắc đi rất là hài hòa ha. Wow, phòng đẹp quá. Cái phòng video nơi để rượu, để không biết nói gì, chắc rượu hay các đồ nghiên cứu chẳng hạn. Không biết là gì? Mình thấy nghĩ đúng ra cái này là nơi để làm những cái giống như cắt uốn tóc chẳng hạn. Đúng rồi. Có những cái xe đẩy uốn tóc. Đây là cách trang trí của cái phòng dành cho những người làm uốn tóc hay là trang điểm gì đó chẳng hạn. Nó hợp rất là đẹp. Má trời này. Và đây là nơi bán những cái cửa tủ để cho người ta mua, người ta cắn vào thì đặt theo mẫu. Thì gặp với nhân viên ở đây thì họ, mình cho cái mẫu tủ, cái số đo thì họ sẽ làm theo cái của mình. Thì dĩ nhiên là giá tiền sẽ đắt hơn. Đây là khu giường ngủ. Cái trang trí cho một phần phòng ở giường ngủ. Đây sử dụng màu tím than và màu trắng.
cái là nó làm giống như một khuôn gian nhỏ ha, nhà nhỏ thì xài cái giường leo lên trên, ở dưới đây là cũng là một giường ngủ, bàn làm việc, và trong đây là phòng tắm. Họ kiến trúc cho mình coi nha, rất là rõ ràng ha, để cho những người vào đây coi thì có một cái khái niệm, một cái một sáng kiến để sắp xếp trang trí nội thất nhà cửa của mình. Này cũng là một trong những sáng kiến, là cái khuôn có những cái lỗ, rồi mình sẽ dùng cái remote này, sau đó mình móc và treo những cái đồ lên thì không phải khoan đinh vào trong tường, và mình cũng có thể di chuyển những cái món đồ theo ý mình mà không phải mỗi lần đục cái đinh chỗ này rồi sau đó lại tháo ra đục cái đinh chỗ khác. Bây giờ xin chào mọi người nha. Đây là sau một vòng đi tham quan, ăn uống ở trong một cái trung tâm bán hàng đồ nội thất của IKEA. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và hẹn video sau. Chào.